Hello cô chú anh chị nha. Xin chào cô chú anh chị đầu cuối tháng. Nay 31 và mai 1 rồi. Những cái xe ngày hôm qua anh em toàn trung miền Nam mới mua được nè anh chị. Fadil. Đó, Fadil một xe chiến lược anh chị, 2022. Đó, máy 1.4. Xe này máy 1.4 anh chị nha. 2022. Giá cũng hợp lý cho anh chị, một con xe mang đầy đậm cảm giác lái. Đó, lên màn hình Android này nó 315 triệu anh chị. 315 triệu cho con Fadil này. Đó. Anh chị nào thích không? Thích thì lên thử anh chị. Chạy thử 315 triệu mà đời 22 anh chị. Đó, CRV. Cái này CRV mới về, cái này bản L. Xe này chắc em bán đi ra Hà Nội cho anh em ngoài Hà Nội, nó không lỗi gì mà đi nhiều anh chị. Đi nhiều. Khách cũng quý quá tới cửa hàng bán mình không mua không được. Bán nhanh trước anh chị không được hợp lý không được thì em chuyển đến Hà Nội. Hà Nội họ cũng nhận cái giá này anh chị. Đó, 699 anh chị nha. Đó, bản L không lỗi. Chạy 100 mấy chục ngàn cây á. Cửa nóc. Nhập Thái Lan anh chị nha. Một con máy turbo 7 chỗ 5+2 đời 2018 thôi anh chị. Xe này 2018 thôi. Màu đỏ anh chị. Màu đỏ. Anh cũng đi, anh cũng bảo dưỡng bảo đồ đầy đủ hết. Đó, xe chắc xe thì kiểm tra ok. Đó, anh chị nào thích một con xe mà CRV dưới 7 đồng đó, giá hợp lý thì có thể mua chạy thử, nếu tài chính mình thấp, còn tài chính mình cao cao một xíu thì chờ có xe nào lướt á, ít cây số, nói chung là dư mấy chục ngàn á mình đi. Rồi tiếp theo nữa là xe 8 anh chị, xe 8 ngày qua đi mua ở 67, mua của anh chiếc rồi, anh thấy mua nhanh gọn lẹ ok quá. Anh bán luôn chiếc thứ hai, đúng là bà con miền Tây thân thương. Nhà anh kêu có 9 chiếc á thì mới bán toàn 2 chiếc à, còn 7 chiếc nữa. Em kêu hy vọng dịch vụ của toàn chung làm quý khách hàng hài lòng, giá cả mọi thứ hợp lý, bán hết xe cho toàn luôn, đi bộ luôn. Đó, xe này đi 33.000 29 anh chị. Đó, xe 8 bản premium. Đó, xe này em bán 755 anh chị nha. Đó, 7 chỗ lâu lắm rồi toàn mới về. Xe 8 màu đỏ pha lê mâm lớn rồi đó anh chị nha. Đây bản premium cấp điện luôn anh chị, một chủ mua mới anh chị nha. Đó, 7 chỗ rộng rãi thoáng, ghế da là cũng xịn sò anh chị, ghế da cũng xịn sò, ghế điện luôn. À, nhân đây cũng tuyển một tài xế chạy xe, anh chị nào có nhu cầu mà chạy xe tải á, xe lòng á, chạy xe tải vô ứng tuyển giùm em nha. Đó, ứng tuyển của em tuyển anh kia mà anh mới vô chạy 1 tháng mấy mà anh gây ra chắc 2 vụ tai nạn rồi, nhưng mà hơn cái là nhẹ, ẩu quá gây 2 cái tai nạn rồi. Em đền một cái xe Mazda cho người ta, bây giờ là anh đi qua Đắk Lắk, Đắk Nông đường tránh Buôn Hồ gì đó, có một vụ tai nạn xe nó tông ngã cái trụ đèn, công an chính quyền rồi đang làm việc, cái tự nhiên ông đây ổng né kiểu gì, ổng đi kiểu gì, ổng thấy ổng lùi vô luôn, là cái trụ đèn nó ngã, nó nghiêng sẵn rồi, bây giờ nó vướng vô cái thùng xe luôn, chứ không phải là em liên quan đến cái vụ tai nạn khủng khiếp đó nha. Có vụ tai nạn khủng khiếp ở Buôn Hồ á, mình không liên quan đó, mà cái ông tài xế mới mà nó không hiểu sao ông lại chui vô tiếp nữa. Tháng rồi ông 2 vụ tai nạn rồi đó. Thôi anh em không hợp thì chắc tìm việc khác thôi, chứ em sợ lắm à. Có chú nào vô chạy đàng hoàng, từ từ điềm tĩnh giùm em cái, ớn lắm. 18.000 cây, 18.000 anh chị, 18.000. Làm nghề này rủi ro anh chị, mua bán là vậy, chứ chi phí ngoài chi phí xe cộ này nọ, còn anh em đi trên đường cũng lo anh chị, lo từng ngày á. Đó. Lo từng ngày, vừa mới đền người ta tiếp mà. Anh em họ làm cho mình, họ đâu có điều kiện nhiều đâu, chủ yếu là mình bỏ tiền đi đền, mới quẹt người ta mới đền nữa. Rồi K3 số sàn anh chị, K3 số sàn 2021 mà mẫu mới anh chị. Đó, mẫu mới anh chị, 479 triệu anh chị nha. Cái này số sàn form mới, đi 10 mấy ngàn cây. Anh chị thích một cái sedan mà mẫu mã form dáng đẹp, màu xám titan này, ok thì ủng hộ toàn logo mới rồi anh chị nha. Họ lên cam 360 đầy đủ hết rồi. Đó, một con sedan 400 mấy, 479 anh chị nha. Rồi HRV anh chị, HRV bản President gì đây nè, bản này gọi em hay gọi là bản L anh chị, xe nhập khẩu, cửa nóc đầy đỏ đầy đủ hết anh chị. Đó, cửa nóc và mọi thứ đầy đủ hết.
rộng rãi, mới, nội thất mới anh chị. Xe này đi 38.000 anh chị, 29 bản L nhập Thái Lan. Cái này em xin bán được bán với giá tiền 585 nha. Anh chị nào thích cái con mà HLV mà 219 đi cây số này thì ủng hộ em Toàn nha. Đó. Bán cho anh chị là bao test hãng, bao quay đầu, bảo hành. Đó, đây Testonary cái này bản ít nè. Bữa giờ Toàn là bản bình thường không à. Cái này Titanium mà ít anh chị, ít là full nhất anh chị, động cơ EcoBoost. EcoBoost anh chị. Đó, nội thất hai màu đen xanh. Đó. Cửa nóc. Đó. Đen xanh, cửa nóc. À, 2022 anh chị, em bán cho anh chị là 819 triệu anh chị nha. Đó, động cơ EcoBoost, anh chị nào mến thì đến ủng hộ em Toàn nha. Đó. Ford, nỗi lo của mọi nhà. Xe Ford, Ford Fiesta này anh chị, nó bệnh quá anh chị ơi. Đó, đến thợ mà cũng bó tay luôn mà. À, Ford Fiesta này. Đó, giờ cũng chưa bán được anh chị, để mấy tháng rồi, đi sửa cũng tháng mấy nữa rồi. Nó một cái bệnh gọi là em không hiểu luôn, giờ thợ tìm chưa ra những người. Em tưởng bị hộp số, cuối cùng thay những cái linh kiện trong hộp số mọi thứ rồi nó cũng xuống á, thay hết rồi, thay hộp số rồi thay nhớt mới, linh kiện trong hộp số rồi thay nhớt mới. Là nổ êm, chạy bình thường thì nó không sao hết. Mà đi cỡ tầm 20 cây á là bắt đầu nghe tiếng gào đâu trong hộp số á. Bực quá, em kêu thôi đặt nguyên cái hộp số về thay luôn, hộp số khác về thay luôn. Đó, cái chỗ làm cái chuyên cái hộp số này là gọn như họ làm gọi rất là ok. Tới giờ phút này là họ làm gần như đến cả nước luôn á, họ kêu là trong hộp số này họ mở ra họ cũng thay thế ok, là mà lên là gác lên là chạy là nó kêu. Cứ chạy nóng rồi nó kêu. Cái họ cũng bực, em cũng bực quá, là hai anh em đặt luôn cái hộp số khác về để thử. Dám đầu tư để bắt được cái bệnh này, có nhiều cái bệnh gọi là con người mình bệnh hiểm nghèo của xe không vậy anh chị. Về thay hộp số vô chạy nó vẫn kêu anh chị. Hộp số khác chạy nó vẫn kêu, em kêu chết tôi rồi. Xe gì đâu mà quả quá. Rồi giờ mang về đây tiếp, bây giờ đang nghiên cứu tiếp anh chị. Đó, giờ chờ khi nào mà hết cái bệnh đó, nó kêu mà nó hàng nó kêu to luôn, nó kêu khó chịu lắm. Đó, giờ nghiên cứu tiếp anh chị. Đang kiểm tiếp Ford Fiesta sợ thì. Anh chị nào mà mua à, mà nói thiệt, có những cái dòng Toyota hay những cái dòng Hyundai hay những gì nó bệnh là mình tìm ra nhanh lắm. Còn có những cái dòng của xe Ford đó là Ford Fiesta á, hoặc là nó đi ngon á, thì rất là ngon, nó chạy bình thường thì không sao. Mà nó mà bệnh lên một cái là thợ nhiều lúc là cũng mệt với nó, vậy thợ giỏi cỡ nào cũng mệt với nó đó. Rồi, cái Ford Ranger, mới về anh chị, Ford Ranger này mới về. Cái này quy chắc máy biturbo 2021 anh chị, 33.000. Đó, 33.000 cây. Ủa 21 chứ không phải 22 hả? 21 chứ không phải 22 hả? Bữa tưởng 22, 33.000 anh chị. 735 triệu anh chị. Đó, 735 triệu cho cái Ford Ranger này. Anh chị nào quan tâm thì ủng hộ em nha. Đó. Anh chị thích cái bán cả cái quy chắc. Đó. Ủa cái Sorento kia là bán chưa? À, khách xin đổi lại qua chiếc đỏ. Vẫn lấy xe đó luôn hả? À, chờ ngày giao thôi. À, anh chị cứ cọc xong rồi cái rút hồ sơ xong cái tự nhiên anh chị lại thích cái con xe khác. À. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Có xe cũ bán nhớ liên hệ em Toàn nha. Em xin kết thúc video tại đây.